Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái kênh YouTube của mình. Và bây giờ là sẽ là phần thứ hai, đó là mình sẽ làm đẹp móng tay, tức là mình sẽ sơn móng tay lên ha. Rồi, ok. Thì mình sơn ở đây, mình sẽ sơn tre đó các bạn, hơ với lại cái máy á. Khi mình sơn xong, mình hơ cái máy thì nó sẽ làm khô cái sơn rất là nhanh. Và sau khi đó thì bạn có thể làm bất cứ công việc gì bạn muốn. Nó sẽ khác với những cái sơn thường, đó là sơn thường nó sẽ là đợi một khoảng thời gian thì nó khô tự nhiên, còn cái này là mình sẽ làm bỏ vô cái máy á, nó sẽ làm khô rất là nhanh. Và đồng thời cái sơn này nó rất là hôi các bạn, nói chung là cái sơn nào cũng rất là hôi, cho nên khi các bạn làm á, các bạn nên bịt khẩu trang vào ha. Bịt hai cái luôn. Rồi, ok. Và cái sơn đầu tiên là mình, cái nước đầu tiên sẽ là một cái nước sơn bóng này các bạn. Nó có tác dụng là sẽ giữ, sẽ kết nối giữa cái móng tay với lại cái màu sơn đó các bạn. Nó sẽ là một cái nước trung gian. Nó sẽ là một cái nước trung gian để kết dính lại cái màu sơn với lại cái móng tay các bạn. Đó, mình sơn vô cái móng, nó đều cái móng ha. Thì mình hạn chế mình sơn lem ra bên ngoài thì nó sẽ không được đẹp. Nó chỉ có vậy thôi. Rồi, và bây giờ mình mới sơn xong rồi các bạn. Cái này là lớp này là một cái lớp đầu tiên. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào cái máy, bỏ cái tay vào cái máy để nó có thể là nó để vào cái máy để cho nó khô lại các bạn, thì mình mới sơn tiếp được cái nước thứ hai, cái nước sữa màu lên đó. Thì đợi một xíu ha. Rồi, và bây giờ mình đã sơn xong cái mặt bàn rồi các bạn. Đây là cái nước sơn thứ nhất ha. Rồi bây giờ mình sẽ hơ vào cái máy để cho nó khô ha. Rồi và bây giờ mình đã hơ xong rồi đó các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ sơn tiếp một lớp nữa ha. Và đây là cái lớp thứ hai và bây giờ mình sẽ hơ. Và mình vừa sơn một cái ngón này cái màu khác ha, nhìn cho nó dễ thương nè ha. Đó. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ sơn một cái lớp cuối cùng. Đây là một cái lớp nước bóng các bạn, nó sẽ làm cho cái nền móng sẽ bóng, nhìn rất là mượt ha. Bây giờ mình sẽ sơn ha. Cái nước này rất quan trọng các bạn, nó sẽ bảo vệ cái nước sơn của mình. Thứ nhất là, thứ hai đó sẽ làm tạo một cái độ bóng ở bề ngoài á,
bề ngoài của nước sơn đó, cho nên nó sẽ làm cho nước sơn rất là mướt ha, cái ngón tay rất là mướt các bạn. Rồi mình sơn xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô máy để hơ ha, để cho nó cứng lại. Ok, bây giờ là mình đã làm xong hai bàn tay luôn rồi các bạn. Thì bây giờ các bạn cùng xem nha. Đó, các bạn thấy bóng không? Ok. Ok, và bây giờ thì mình chào tạm biệt các bạn đây. Và nhớ là hãy xem tiếp những cái video tiếp theo nha. Và nhớ subscribe cái kênh YouTube của mình, rồi cũng như là chia sẻ hay là gì đó, hay là các bạn thấy video của mình như thế nào thì vui lòng để lại bình luận ở bên dưới. Rồi mình sẽ chia sẻ tiếp những cái gì mà mình biết ở trong cuộc sống này, những điều tốt, những cái gì đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì bye, bây giờ chào tạm biệt nha, bye bye.